Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng hổi nhất được dư luận quan tâm đặc biệt. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm qua những thông tin chính trong chương trình. Các bạn thân mến, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trong bão, lũ trong lũ đang ập tới Trung Quốc. Hết cơn bão này đến cơn bão khác, và theo tin bão mới nhất, Trung Quốc đang phát động bão đối với bão số 4. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 4 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 40-50 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngụp lặn trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng. Sau khi hai siêu bão mạnh nhất nhiều thập kỷ qua đổ bộ vào miền Trung và miền Nam Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn. Trong gần 3 ngày qua, khoảng 138.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơn bão đã khiến nước sông ở 200 con sông thuộc các khu vực này bị tràn bờ. Trong đó có các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà và Thái Hồ. Nghiêm trọng hơn là đê vỡ tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng. Hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây, nơi đầy vỡ ít nhất 28 điểm dọc sông Trường Giang. Con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này, ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến cho hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng ở khu vực tự trị dân tộc Dao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Trong đó có một người mẹ bị nước cuốn trôi cùng hai con nhỏ. Một trong hai đứa trẻ này được xác nhận thiệt mạng hôm qua, trong khi đứa còn lại vẫn mất tích. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt trong trận lở đất và lũ lụt do ảnh hưởng của bão, trong khi hy vọng tìm kiếm người sống sót giảm dần. Theo đài China News, những người sống sót mô tả nước lũ dâng cao nhanh chóng đến ngực trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết, 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết, 241 con sông ở 24 tỉnh nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, khiến cho hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 150 người và 32 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa có thể vượt quá 300 mm/h ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm dừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử trải dài từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận bởi lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Tính riêng ngày hôm nay, lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng khiến cho sông Hoàng Hà trải qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Kính thưa quý vị, một thông tin gây chấn động cả Trung Hoa đại lục hôm nay khi hàng ngàn người rải rác trên khắp các tỉnh thành của Trung Quốc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi ăn phải cá bị nhiễm một chất độc cực độc. Khi báo cáo của các bệnh viện cho biết, tất cả bệnh nhân đều rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn ý thức, ngừng thở, hạ huyết áp và co giật. Nguyên nhân được nhiều người đưa ra là do người dân tỉnh Hồ Bắc
vì một chút lợi nhuận đã nảy lòng tham khi bí mật nhập hàng tấn cá chết trắng nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà thuộc tỉnh này rồi mang ra chợ bán sang nhiều tỉnh thành lân cận hoặc mang về ủ làm mắm. Theo báo cáo sơ bộ, thì tính đến 7 giờ sáng nay, đã có ít nhất 71 người tử vong, vẫn còn hàng ngàn người khác đang cấp cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Theo báo chí địa phương, thì một số lượng lớn cá đã được phát hiện chết nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cá chết từ sáng ngày hôm kia và tiếp tục nổi lên. Và hôm nay, phạm vi phát hiện cá chết lên tới 80 km trên sông, đa số là cá ngạnh, cá trôi, cá chấm và cá mè. Theo ước tính, số cá chết lên đến hơn 100 tấn. Một chuyên gia về tài nguyên nước lo ngại, có thể cá đã bị ngộ độc amoniac, bởi theo hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh nhân đều ghi nhận rõ các triệu chứng khi bị nhiễm độc chất amoniac. Những bệnh nhân nhẹ thì có triệu chứng nóng lưỡi, họng, đau đầu, chóng mặt, kích thích đau bụng, buồn nôn, thở nhanh sâu. Những bệnh nhân nặng hơn thì rối loạn ý thức, hôn mê, ngừng thở, hạ huyết áp, co giật và tử vong. Người nhà của các bệnh nhân cho biết, các triệu chứng xuất hiện rất nhanh, chỉ từ 30 phút đến 2 giờ sau khi ăn. Bản thân họ không biết xuất xứ của những con cá này, chỉ thấy chúng tươi ngon và giá cũng khá rẻ, nên đã mua những con cá nhiễm độc mà không hề biết trước. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng tức giận. Đầu tiên là lòng tham của các cư dân tại đây vì chút lợi nhuận mà bất chấp cả tính mạng của người khác. Sau đó là cách xử lý chậm chạp của các cơ quan chức năng, không nhanh chóng thu gom và tiêu hủy đi số cá đã chết. Trước những lời chỉ trích dữ dội của các cơ quan chức năng cho biết, vì số lượng cá quá lớn, cộng thêm cứ khoảng một tiếng, hàng tấn cá khác lại ngửa bụng trồi lên. Hiện khúc sông này đã được các lực lượng chức năng rào chắn, tránh trường hợp người dân vớt để bán đi. Cũng trong sáng nay, thì kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng phát đi lời cảnh báo đến người dân cả nước, yêu cầu người dân không nên ăn cá chết và cá không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro không đáng có. Công ty khoa học và công nghệ Suwon-hun, tỉnh Hồ Bắc đã bị đình chỉ hoạt động sau khi thanh tra, kiểm tra mẫu nước thải cho cống xả của công ty này. Kết quả cho thấy, nồng độ amoniac thải ra môi trường ở mức 196mg trên lít, vượt xa tiêu chuẩn cho phép của Trung Quốc. Công ty đã để xảy ra vụ rò rỉ hóa chất nói trên có trụ sở tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc và được niêm yết trên sàn chứng khoán Shenzhen. Vụ việc đã xảy ra gần làng chài Huang Hua Lao, nơi có 1.600 ngư dân. Cá chết trắng phủ mặt sông, chúng trông giống như những bông tuyết vậy. Wang San Wing, một người dân ở làng cho biết. Làng này có 150 thuyền đánh cá và họ đang bị thiệt hại lên đến 70.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Số tiền này tương đương 11.500 đô la Mỹ. Chính vì tổn thất quá nặng nề nên một số cá nhân đã nảy sinh lòng tham vớt vát một chút gì đó. Ngoài ra thì Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm gia tăng, hậu quả của chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên nhiên tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ phải hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chạy xuống xối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Trong video chúng ta có thể thấy, những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn, nơi cơn lũ quét qua đầu tiên bị sụp đổ, vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của nước, cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người dân hai bên bờ hoàn toàn bị cô lập và lương thực đã cạn kiệt. Người dân phải liều mình và di chuyển bằng cách đu dây để qua dòng lũ quét kinh hoàng này để tiếp tế lương thực. Thì một số người dân bên kia bờ suối phải dùng cách ném đồ ăn từ bên này qua bên kia sông để hỗ trợ giúp lương thực cho những người dân làng chài cầm cự chống đói. Qua đợt lũ quét này, video cũng cho thấy hình ảnh những con đường ngập toàn bùn đất đã khiến hàng trăm xe cộ không thể lưu thông. Trận động đất cũng đã khiến một quả núi gần đó bị lở ra, phá hủy một con đường đi vào trong làng. Nhiều ô tô thậm chí còn bị ngập sâu trong bùn đất và phải nhờ những chiếc xe cầu cứu hộ kéo lên. Thưa quý vị, một thông tin liên quan trong video được người dân ghi lại trong một chuyến bay ở Trung Quốc. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, hình ảnh những đám mây đen tối, bầu trời u ám, không màu sắc, kèm theo mưa lớn dữ dội. Khoảng vài phút sau, bất ngờ xuất hiện những tia sét đánh vào đuôi máy bay, khiến máy bay bị chao đảo nhẹ. Vụ việc trên đã khiến cho những hành khách trên máy bay một phen hú hồn, hú vía, hoang mang tột độ. Theo nữ hành khách này cho biết,
Rất may mắn là máy bay không xảy ra sự cố gì nghiêm trọng và tất cả đều được an toàn. Nhưng cô cho biết đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng trong cùng ngày, tại khu vực gần bờ biển Quảng Châu, Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua, bầu trời tối sầm lại, những cơn mưa bắt đầu kéo đến, kèm theo sấm chớp nổ vang trời, những cơn mưa lớn không dứt, cộng thêm mưa đá dày đặc. Lúc này, những con thuyền của người dân Trung Quốc không kịp vào bờ đã bị cơn mưa đá phá nát, khiến mạn thuyền bị biến dạng hết sức nghiêm trọng. Trong video chúng ta có thể thấy, biển động rất mạnh, sóng dữ dội, cao hàng trăm mét. Ngoài ra, mưa lớn gây ra ảnh hưởng tới mùa màng, những cánh đồng hoa màu và lúa ngô của người dân bị ngập trong nước. Cũng vào chiều ngày hôm qua, một vụ lở đất kinh hoàng tại tỉnh Hồ Bắc, hình ảnh những ngôi nhà, quả núi, điện, đường, trường, trạm gần đó đã bị chôn vùi ở dưới lớp đất đá. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa này gây ra những thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Từ giờ đây, bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá Trung Quốc. Giờ đây, từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục thuộc hạng thảm hại. Theo các chuyên gia dự đoán, với tình cảnh hiện nay thì Trung Quốc rất khó lòng để phục hồi như trước và dự là 100 năm sau cũng chưa chắc đã ngoi đầu lên được. Giờ đây, thiên nhiên đã cho nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình được tọa nguyện và thỏa cơn khát bao lâu nay và đâu đâu trên đất đại lục cũng toàn là nước. Kính thưa quý vị, kinh hoàng nước lũ cuồn cuộn chảy về, Bắc Kinh khẩn cấp cho nổ đập để cứu 2.000 km đê. Vừa qua, nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đê để giải phóng nước dâng trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp cả nước. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, vụ nổ được thực hiện vào sáng sớm tại con đê trên sông Chu Hi, tỉnh An Huy. Sau khi con đê bị phá hủy bằng thuốc nổ, mực nước dự kiến giảm 70 cm. Theo hãng tin AB, cho nổ đê và kè để xả nước là một trong những phương pháp cực đoan mà Bắc Kinh sử dụng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất vào hồi năm 2021. Lúc đó, hơn 3.000 người chết và 5 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Trong nước lũ năm nay lại tái diễn tình trạng tương tự. Đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử tuần trước cũng phải mở 5 cửa xả do mực nước phía sau của đập dâng cao hơn 18 mét so với mức cảnh báo. Ở những nơi khác, binh sĩ và công nhân dùng bao cát và đá để gia cố bờ kè. Trung Quốc nâng cao cảnh báo lũ ở khu vực sông Hoài từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp. Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 10 hồ chứa trên sông Hoài ghi nhận mực nước vượt quá mức cảnh báo tới 6,85 mét. Sông Hoài dài hơn 1.000 km, trải qua các trung tâm sản xuất và nông nghiệp lớn ở tỉnh An Huy, Hà Nam và Giang Tô. Lũ lụt xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam rất nghiêm trọng. Vào đầu mùa hè năm nay, hơn 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất bởi những cơn mưa xối xả gây ra trong những ngày vừa qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!